Theo lịch thì hôm nay là ngày 18 tháng 1, tức là ngày ETF VNM30 review. Sau đó thì nhiều khả năng thì chúng ta sẽ có một cái phiên review vào cuối cái buổi giao dịch hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng video lúc 14 giờ 16 phút buổi chiều ngày 18 tháng 1. Do đó thì cái phiên review này thì cho nó sẽ hơi khó là có thể dự đoán. Ngày 20 tháng này, tức là vào chủ nhật tuần này, là cũng là ngày hạn cuối cùng nộp báo cáo tài chính quý quý tư của các doanh nghiệp. Thì anh chị và các bạn mà chưa tìm thấy được cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ấy, thì lên một số cái trang là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Ủy ban Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Ủy ban Chứng khoán Hà Nội, để chúng ta có thể cập nhật các cái thông tin báo cáo mà các doanh nghiệp gửi về. Thì Ủy ban và Sở sẽ ngay lập tức cập nhật lên cái trang web, thì chúng ta không cần thiết phải vào web của doanh nghiệp, bởi vì các doanh nghiệp thì có khi còn phải còn đằng sau so với lại cái cập nhật trên ủy ban và sở. Thì chúng ta chỉ cần search trên Google là ủy ban chứng khoán hoặc là sở dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc sở dịch chứng khoán Hà Nội thì nó sẽ ra. Lịch nữa là 29 là 30 tháng 1 là sẽ họp Fed. Họp Fed thì đợt này thì có thể là họp để đưa ra một số thông tin thôi, thì cũng sẽ chưa có quyết định cụ thể là sẽ như thế nào đâu, nên là cái Fed thì không đáng ngại lắm. Hôm nay là ngày 18, thì tức là ngày 13 tháng 12 năm 2018 âm lịch, tức là cuối tuần này, thì chúng ta sẽ là vào ngày 15 tháng 12 năm 2018 âm lịch. Như vậy là chúng ta chỉ còn giao dịch khoảng đâu đó là một tuần tiếp theo nữa, và 3 phiên ngày 23, 24, 25, 26 nữa, thì có khả năng là chúng ta sẽ nghỉ Tết. Sau đó thì thanh khoản của thị trường thì chắc là nó sẽ vẫn là thấp, và cái giao dịch thỏa thuận thì nó đóng vai trò rất là cao. Hiện hôm nay thì giao dịch là đến thời điểm hiện tại thì là 120 triệu, nhưng mà đã khớp lại thỏa thuận tới khoảng tầm 40 triệu. Vì vậy nên là một vài cái điểm lưu ý mà gửi tới quý anh chị em và các bạn trong video này là những cái lưu ý như sau. Thì thông thường thì thưa với quý anh chị em và các bạn, thì khi mà chợ chiều ấy, tức là gọi là chợ mà phiên chợ cuối năm, mà những cái lúc mà thanh khoản nó thấp á, thì chúng ta lưu ý những điểm gì và chúng ta cần phải quan tâm những vấn đề gì để cho có thể là gọi là thu nhặt hoặc là tóm lược được những cái vấn đề quan trọng của thị trường. Thì điểm lưu ý thứ nhất đó là những cái phiên giao dịch cuối năm thì nó khá là ảm đạm và thanh khoản nó rất là thấp. Do đó thì cái việc mà giá của cổ phiếu tăng hoặc giảm thì theo cả hai chiều thì nó sẽ rất khó để có thể tăng mạnh hoặc rất khó để có thể giảm mạnh, trừ trường hợp là có những cái thông tin bất thường hoặc là có những vấn đề bất thường thôi. Cái điểm thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đó là thị trường chứng khoán Mỹ, thì từ cái mail của ông Hanny Ren và từ những cái nhận định về cái thị trường chứng khoán Mỹ theo cái hướng, tức là sau khi mà Fed tăng lãi suất cái quý vừa thứ tư năm 2018 á, thì sau mỗi lần tăng lãi suất thì giá cổ phiếu thì có cái dấu hiệu là sau khi hết cái lo ngại về về phép tăng lãi suất thì đều hồi phục, và chứng khoán Mỹ cũng hồi phục khá là tốt, và thực sự là có một đợt hồi phục đáng nể kể từ cái video mà chúng tôi nói về cái câu chuyện là một cái đợt hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy vậy thì chứng khoán của châu Á thì cũng trong phiên hôm nay hiện tại thì chứng khoán châu Á tăng tốt, tức là cũng hòa chung với cái khí thế tăng như vậy thì cũng tăng tốt, nhưng mà điều đó thì cũng không phải là vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm nhiều lắm. Mà điểm cần lưu tâm mà đặc biệt là chỉ có khi thị trường eo ọt vào những cái thời điểm giao dịch chợ chiều cuối năm á, thì chúng ta cần phải lưu tâm những điểm như sau. Cái điểm thứ nhất là chúng ta cần phải quan sát thật kỹ, bởi vì khi mà giao dịch mà thấp, giao dịch mà eo ọt, giao dịch mà buồn của chợ chiều á, thì nó thường hay để lại cho chúng ta những cái dấu vết về cái dòng tiền nó chạy về cái khu vực nào được gọi là ưu tiên. Tôi lấy ví dụ như khi một phiên chợ mà là đã là ít người mua, ít người bán rồi, thì chúng ta sẽ dễ quan sát được là những cái người mua họ tập trung vào mua những sản phẩm gì, những cái hàng hóa gì và những cổ phiếu gì. Thì để ý thật kỹ về cái khối nhà đầu tư nước ngoài họ đang dịch chuyển dòng tiền như thế nào, cộng với việc là những cổ phiếu nào mà trong cái thời điểm mà chợ chiều cuối năm mà eo ọt mà lại có cái dấu hiệu của chuyện là giá thì không tăng nhưng nhiều, nhưng mà có khuynh hướng là tăng nhẹ và dịch chuyển theo hướng là đi lên dần đều. Thanh khoản thì duy trì ở mức độ tốt so với lại cái bình diện chung của thị trường. Và cái điểm thứ ba nữa đó là về cái xu hướng trong những cái đợt gọi là thị trường mà sau cái đợt, ví dụ như trong 10 phiên có 7 phiên tăng, thì 3 phiên điều chỉnh, thì trong những cái đợt điều chỉnh thì những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu mà ít giảm nữa, thì đó là những cái
cái dòng cổ phiếu, những cái cổ phiếu được các nhà đầu tư gọi là cả tổ chức lẫn các cái đơn vị mà gọi là đánh giá về 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 phân tích ấy, họ quan tâm. Và hơn thế nữa thì chúng ta sẽ đưa vào cái những cái chúng ta sẽ lọc những cái cổ phiếu đó đưa vào cái danh sách của chúng ta đang theo dõi, thì nó sẽ có cái gọi là cái hàm trùng á, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ trùng lặp với những cái cổ phiếu nào chúng ta theo dõi, thì đó chính là những cái cổ phiếu tốt nhất mà chúng ta cần phải quan sát trong những cái nhịp mà chúng ta muốn lướt sóng tiếp theo, thì dòng tiền nó đang tập trung ở đó. Thì điều đó là điều thực sự là rất giản đơn đối với rất nhiều anh chị em và các bạn đều đã có thể biết rồi, nhưng một số người thì sẽ không để ý lắm cái chuyện này, và thường thì chợ chiều thì người ta không hay để ý, nhưng mà chợ chiều nó cho ta thấy được rất nhiều vấn đề, biết được cái cầu của người mua và biết được cái nguồn cung thực sự của người bán, chứ cũng biết được rằng là những cái gọi là đơn vị quản lý, đơn vị tổ chức, rồi những nó gọi là market maker á, họ đang quan tâm đến chỗ nào, họ đang góc nhìn của họ đang hướng về cái vị trí nào. Và hơn thế nữa thì khi mà thủy triều rút như thế, tức là khi thanh khoản thấp, tức là ví như là thủy triều rút đó, thì chúng ta sẽ biết được cái là ai sẽ là ở chuồng, tức là đâu sẽ là những cái cổ phiếu mà nó bị ảnh hưởng nhiều nhất. Điểm lưu ý thứ tư là ngày mai, tức là ngày 20 tháng 1, tức là gọi là vào 20 tháng 1, tức là vào chủ nhật tuần này đúng không anh chị em các bạn, đúng rồi, chủ nhật tuần này, thì chủ nhật tuần này á, thì chúng ta là hạn chót của báo cáo tài chính, do đó thì có khả năng thì chiều hôm nay và ngày mai, ngày mốt thì sẽ là những ngày mà sẽ có kết quả hoạt động kinh doanh sẽ bùng nổ ra nhiều nhất, gần như là hết rõ nét hết cái kết quả kinh doanh của quý tư, thì chúng ta cũng sẽ cộng gộp thì ra sẽ kết quả kinh doanh của năm 2018, và từ đó thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn về cái quá khứ, tức là những thứ đã làm được của các doanh nghiệp trong 2018, thì chúng ta cũng cần lưu ý để thấy được là cái góc nhìn tổng thể của cổ phiếu. Tuy vậy thì chúng ta cũng lưu ý là những cái thứ mà chúng ta biết trên báo thì rõ ràng là sẽ có một số nhà đầu tư biết trước rồi, do đó thì cái việc mà những cái nhà đầu tư biết trước họ sẽ có khuynh hướng là cầm giữ cổ phiếu và đang và đã bán ra trong những phiên gần đây. À, khi mà có dấu hiệu của câu chuyện là sẽ public cái thông tin này, thì sau khi cái thông tin này kết thúc thì những cái cổ phiếu mà gọi là có kết quả kinh doanh tốt, tích cực thì nó sẽ hơi trái ngược một chút, là có khuynh hướng thị trường những cổ phiếu đó sẽ có một cái đợt điều chỉnh. Điều này thì điều thực sự là nói thì anh chị sẽ không tin, nhưng bản chất của nó là như vậy. Lý do là bởi vì khi mà mọi thứ đã rõ ràng thì chẳng còn cái kỳ vọng gì nữa, và nó sẽ có khuynh hướng điều chỉnh nhẹ, và những cổ phiếu nào mà điều chỉnh theo cái hướng tích cực, tức là điều chỉnh nhưng mà không sâu, thì đó chính là những cái doanh nghiệp mà nó cũng còn đang duy trì được một cái mức độ làm ăn kinh doanh khá là tốt và tích cực, thì đây cũng là điều anh chị cần phải quan tâm. Một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng thực sự rất là quan tâm và để ý tới những cái động thái về cái dịch chuyển của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong giai đoạn gần đây, để chúng ta có thể một cái góc nhìn nào đó về cái ảnh hưởng, bởi vì chứng khoán Trung Quốc là một trong những cái thị trường ảnh hưởng nhiều nhất của tất cả những vấn đề phức tạp hiện tại trên thế giới. Trung Quốc hiện tại đang là tâm điểm của mọi cái sự ảnh hưởng, kể cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Do đó thì chúng ta để ý rất sát hai cái chỉ số chứng khoán, đó là Shanghai Composite và chỉ số chứng khoán Hồng Kông của Trung Quốc, thì chúng ta sẽ có một góc nhìn toàn diện và tổng thể hơn về thị trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, thì chúng ta cũng rất phải lưu ý điều này. Điểm thứ tư nữa là chúng ta cũng cần lưu tâm là nếu như chúng ta thực sự muốn đánh sóng vào đầu năm, chúng ta hãy quan tâm đến những doanh nghiệp nào được hưởng lợi từ Tết, hưởng lợi từ cái nhu cầu cung cầu từ của Tết, và đặc biệt là đầu năm thì thông thường thì cái khuynh hướng của nhà đầu tư sẽ giải ngân vào cái dòng cổ phiếu nào và cái ngành nào để hưởng lợi ngay đầu năm, thì chúng ta cần phải có tư duy suy nghĩ về cái câu chuyện đó. Chúng tôi không muốn là cung cấp cho anh chị em và các bạn theo hướng áp đặt là chúng tôi nghĩ sao như thế nào, đánh giá làm sao. Chúng tôi muốn đưa ra những cái khuyến nghị theo hướng gọi là gợi ý mở, để khuyên anh chị em và các bạn có thể ngồi cà phê suy nghĩ là nếu như chúng ta đánh sóng đầu năm thì chúng ta có thể gom hàng tích lũy vào cuối năm những cổ phiếu nào, hoặc ngay lập tức đầu năm chúng ta không muốn gom hàng để chịu gọi là chết lãi trong những ngày Tết, mà ngay lập tức đầu năm muốn mua thì chúng ta phải có cái sự chuẩn bị trước, tức là focus vào tập trung vào những cổ phiếu nào, tập trung vào doanh nghiệp nào, tập trung vào cái ngành nào, để chúng ta có thể mau lẹ trong cái việc là lướt sóng đầu năm. Thì lướt sóng đầu năm thì cái dòng tiền sẽ quay trở lại, đó là điều chắc chắn. Đồng tiền mà quay trở lại chắc chắn 100% mà được rút đi trước ngày 29 tháng 12 âm lịch, đó là dòng tiền của người Trung Quốc, đặc biệt là những người gọi là Á Đông có khuynh hướng học theo Trung Quốc, đó là
họ thường là sẽ thanh toán công nợ hoặc là giao dịch những cái tất toán những cái giao dịch gọi là cuối cùng của năm âm lịch, tức là trước khi kỳ nghỉ Tết, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy lại và đem lại cái hoạt động kinh doanh mới vào đầu năm, và đó là những cái điểm khá là lưu tâm. Chúng tôi có thể gợi ý cho anh chị em và các bạn một vài cái doanh nghiệp mà có tính ổn định cao, ví dụ như một số cái doanh nghiệp mà ngành thực phẩm, ngành một số doanh nghiệp liên quan đến cái tiêu dùng của Tết, bánh kẹo, nước giải khát, hoặc là một số doanh nghiệp đặc biệt liên quan đến vấn đề hương khói, ví dụ như là vàng mã, hương khói rồi các thứ. Rồi một số doanh nghiệp đầu năm thì chúng ta cũng thấy là các cái doanh nghiệp thuộc cái lĩnh vực vận tải, thì đó cũng là những doanh nghiệp mà được hưởng lợi rất là nhiều từ Tết. Đó là vài cái gợi ý của chúng ta để cho anh chị em và các bạn có thể phần nào quan sát được thị trường và nắm được là nó sẽ dịch chuyển như nào. Thì chúng tôi kết thúc video tại đây. Anh chị đừng quên đăng ký kênh và tiếp tục ủng hộ cho Tự Doanh để chúng ta có thể có những cái video mới trong thời gian sắp tới tốt hơn, tích cực hơn và đem lại nhiều hữu ích cho anh chị em và các bạn hơn. Đừng quên ấn like để ủng hộ chúng tôi và để lại những bình luận, chia sẻ của ý kiến của anh chị em và các bạn về cái chất lượng của video cũng như là cải thiện hơn trong thời gian sắp tới. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.